Anh ơi, em dùng SIM đuôi 000099 ổn không ạ? Em Đại Lâm Mộc 1989 ạ. Ai chả, nếu như em mà sinh năm 89, Đại Lâm Mộc, chính mệnh của em sẽ là số 3 và số 4. Nhưng mệnh thủy, đó là mệnh thủy sinh mộc, thì rất hay, đó là gì? Thủy là số 0. Vậy số của em có chứa đến 4 số 0, rất đẹp rồi. Số 9 là mệnh hỏa, mộc sinh hỏa. Đầu tiên là số 0. Số 0 sẽ là số có hợp em, hợp với mệnh mộc của em. Tiếp theo, mệnh của em hợp với số 9, nên anh nghĩ là rất tốt rồi. Đặc biệt nữa, số này là số tứ quý giữa, tứ quý không ở giữa, tay trắng mà không có gì. Nhưng cuối cùng chúng ta có được song trường cửu, hai số 9 liền. Số này rất dễ nhớ, rất đẹp, mà anh đánh giá là có giá trị khoảng tầm từ 20 đến 30 triệu. Nếu như đầu 09 mà đẹp, có thể còn cao hơn nữa đấy. Nếu đầu 03 hay 07 thì vài triệu, tầm 5 đến 15 triệu. Chúc mừng em. Minh Nga Mì, bí ẩn SIM.